Mừng quý bà con đến với kênh của Sĩ Nguyên. Giai đoạn mà đang nở hoa ấy, thì nếu mà trước đó mà đã đánh được lúc máu lụ rồi thì không cần phải đánh lúc nở hoa nữa. Bởi vì là nếu mà mình kiểm soát lúc trước khi nở mà mình đã đánh được trĩ, đánh được lấm, thì sau cái quá trình mà khoảng tầm 7 ngày đến 1 tuần thì hoa đã lở rộ hết xong rồi. Thì trong cái quá trình mà khoảng 10 đến 12 ngày như vậy rồi thì hạn chế được cái hiện tượng lấm này, bọ trĩ này. Đấy, thì nếu mà hiện tượng bọ trĩ nhiều thì lúc đó chúng ta cần vẫn phải đánh. Còn nếu không đánh thì cái bọ trĩ nó là những con nó sẽ hút hết những cái chất nhựa, hút. Mọi người cứ hình dung ra là cái quá trình mà lúc cái hoa của mình lở là lúc đấy là cái nước nó căng nhất, mà mọi người hình dung là nó chọc vào, nó hút hết cái lượng nước và làm cho hoa nó khô nhá, thì nó sẽ làm cho cái quả sẽ làm cái hoa đấy nó bị hỏng. Còn nếu mà tỷ lệ hút nó nhẹ hoặc là nếu mà nó đã chuyển hóa thành trái mà những con bọ trĩ đấy mà nó vẫn cắn, nó vẫn chích, thì nó sẽ làm cho cái quả của mình sẽ bị giá, bị vẹo một bên, thì sau này cái quả nó không trưởng thành được thành công, hoặc là nó nếu mà tỷ lệ nhiều nó sẽ bị rụng sau cái giai đoạn mà nó đang vào hạt thì nó cũng vẫn bị rụng nhá. Anh chị em lưu ý việc đấy nhá. Yuka N3 kích hoa lở nhiều có cần tưới gốc không thì em khuyên là phải dùng nước tưới hoặc phải dùng thêm để tưới gốc. KNO3 là nếu mà mọi người mà dùng kiểm soát không tốt nha thì cũng bị rụng lá đấy nha. Anh chị em phải lưu ý cái điều này. Vì KNO3 là nếu một số người nó đang dùng phá lá, còn nếu mà mọi người kiểm soát được cái tỷ lệ của KNO3 là cái thứ nhất, cái thứ hai là nguồn gốc. KNO3 thì thường dùng cho nhãn và xoài, vậy cho nên là nếu mà bây giờ mà dùng KNO3 nó mà dạng nó không tơi ấy, nó sẽ dẫn đến cái tỷ lệ mà anh chị em mất lá rất là nhiều. Còn nếu bây giờ anh chị em phải hiểu nguyên lý của nó, KNO3 nó sẽ tạo ra cái gì? KNO3 nó sẽ tạo ra cái lượng gọi là cytokilin. Vậy bây giờ mình có thể sử dụng cytokilin từ đâu? Từ rong biển này, từ khoáng này. Cytokilin có từ ở chiết xuất dưới biểu bì của da, của thịt, của lợn ấy, thì nó cũng sẽ tạo ra thành cái, ví dụ như anh em tìm cái lycopene ấy, cũng là cái điều rất là hay, có thể phá vỡ miên trạng của cây, của tức tỉnh của cây này, nó rất là hiệu quả. Vậy cho nên là làm thế nào để phá vỡ miên trạng thì anh chị em có thể là cần cả độ nước là chắc chắn phải cần này, tưới đủ ẩm là phải cần này, chúng ta phải dùng điều hòa tăng trưởng để tăng cường cái lượng auxin và cytokilin trong cây. Nếu mà cái thời điểm mà đối với những cây của anh chị này, đối với những cây rụng hết lá thì lúc đó là chúng ta phải sử dụng thêm cái gì? Phải sử dụng thêm cái một phần cái gibberellin, hay một số người thì gọi là GA3, nhưng phải kiểm soát được cái điều đó, đừng dùng hạt GA3 mà lạm dụng quá thì nó sẽ làm cho cái hoa của mình gầy tí, cái cuống của mình gầy tí này, thì nó sẽ dẫn đến hiệu quả phản ngược lại nhá anh chị em nhá. Ủ được 2 lần rồi, giờ bỏ phân 3 số bằng nhau có được không? Bây giờ mà nếu mà ủ 2 lần không quan trọng là lần nào đâu, quan trọng là cái mắt trưng chưa và cái bộ lá nó có đứng lại không. Còn nếu mà trên ngọn mà vẫn phóng đọt ấy, mà bây giờ cho 3 số mà cộng với độ ẩm dưới cao ấy, thì rất dễ là cây nó không tích vào thân mà nó vẫn đi đọt nhá. Mình không phụ thuộc vào số lần mình dùng, mình ủ như thế nào, mà mình phải phụ thuộc bằng cái gì? Phụ thuộc bằng cái cây của mình, cơ địa nó ra làm sao. Ủ có 2 lần thôi mà mắt cực kỳ đẫy rồi. Mà bây giờ nếu mà, bởi vì sao? Bởi vì là trước đấy là trong rất là khỏe, hoặc có thể là xịt đúng cái loại, hoặc là xịt đúng thời điểm. Chứ bây giờ chọn đến lần thứ 4 rồi mà lộc vẫn còn nhí mới lại, lá vẫn còn rất là bóng nhẫy, thì tỷ lệ hormone sinh trưởng nó vẫn còn rất là lớn nhé. Cho nên là nếu mà bây giờ mà chẳng may mà mình thúc và mình có nước, chẳng may mùa mưa cái là nó tự nhiên là nó lại y đọt, nó lại bung đọt non. Ủ hoa, ủ mầm 10-60-10 trước khi mà ra P trước được không? Cũng được nhá anh chị em nhá. Nếu mà 10-60-10 mà mọi người mà đánh, mình phải kiểm soát cái nồng độ là cái pH là bao nhiêu và mình phun với nồng độ là bao nhiêu. Mọi người hình dung này, nếu 10-60-10 mà mọi người phun với tỷ lệ loãng thì nó là một trong những cái, đối với những cây trồng của mình mà cái tỷ lệ lộc nó đang vẫn còn đang lon, vẫn đang dài, mới đánh cái tỷ lệ mà vừa phải đánh loãng thì nó sẽ dẫn đến là đi lọt đọt nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì một số người dùng siêu lân để kích rễ này, dùng siêu lân để kích mầm chồi này. Thì nếu mà mọi người là đánh với tỷ lệ là ủ mầm hoa thì đánh với tỷ lệ là phải già, hay là phải có thể là kết hợp với MKP để làm gì? Để cái MKP thì nó kiểm soát lộc bên trên, hãm nó lại. Còn lân khi mà với cái nồng độ nó cao thì nó sẽ làm cho cái cây của mình già lá cũng rất là nhanh nhá. Làm già lá nhanh thì nó làm tích vào trong thân. Đối với một số cái ví dụ như còn tỷ lệ còn 10% đạm này, những cái lá mà nó vừa phải ấy, thì nó không bị quá lon hoặc không bị quá già ấy, thì nó sẽ dùng khó có tính hiệu quả cao hơn, bởi vì nó có một phần đạm nó cũng rất để dẫn vào dinh dưỡng tốt. Nhưng mà nếu mà cái tỷ lệ như thế này mà mọi người mà đánh loãng ra, đối với cái tỷ lệ mà lộc nó giải phóng như thế này, nó vẫn còn là lon ấy, thì chắc chắn là cái tỷ lệ này nó sẽ đi đọt nhá. Nếu mọi người không kiểm soát được thì nó sẽ đi đọt, mà khi đi đọt xong thì lại dùng MKP để chặn lại thì nó sẽ rất là mất tiền. Thế cho nên mọi người là phải hiểu được cái nguyên lý này thì là mình không bị đánh hiệu quả hơn và không bị mất nhiều cái chi phí về tiền mua thuốc rồi cũng như là công. Tất cả cây ăn trái đều dùng vi lượng, thì mọi người cứ hình dung này, trong tất cả các loại phân chuồng là một chứa những loại vi lượng tự nhiên và khoáng tốt nhất, và nó có tỷ lệ NPK
Jamaica cũng rất tốt. Cho nên là vì sao mọi người là bây giờ mà để mà tạo ra những dạng acid amin ngoài cây trồng, nó không phải là chỉ tổng hợp cái đạm, lân và kali, nhưng nó phải đòi hỏi cả đủ các loại chất cái dinh dưỡng, từ vi chất, từ vi lượng hay trung lượng, thì nó mới tạo ra, nó tổng hợp hoàn thành được cái lượng protein nhất định hay là acid amin nhất định, thì nó sẽ làm cho cái đủ peptide trong các thành tế bào nó khỏe hơn, chắc hơn. Thì mọi người lưu ý điều đó. Ông hoàn toàn cần bổ sung vi lượng. Nếu bà con có thể sử dụng phân chuồng hữu cơ, hay là có thể là tưới đạm cá, hay là có thể dùng đậu tương, không cần vi lượng bổ sung cũng được nha. Anh chị em lưu ý điều đó. Nếu mà cây chúng ta mà đủ chất đa bón ở dưới gốc, mà đủ vi sinh, những nồng độ mà các chất phân bón hữu cơ vi sinh tự nhiên, thì trong đó nó có vi lượng rồi. Một số thành phần vi chất mà nó lại không tổng hợp được trên từ rễ hất lên, hút lên được, bởi vì là nó gọi là cái không di động nhá. Rồi là mình có chia sẻ với bà con một chút về vấn đề kỹ thuật của cây mận hậu. Nếu bà con thấy điều đó là ý nghĩa với bà con, hay biết ai đó đang quan tâm với chủ đề này, thì bà con có thể share cho họ để có thể là có thêm những cái giải pháp để giúp cho họ có thêm những cái phương án để giúp ích cho cái quá trình xử lý những cây của bà con.